Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh video ăn uống và mukbang của Phú Nha. Hôm nay thì Phú mời mọi người cùng ăn bánh bông lan trứng muối với lại bánh mì chà bông với Phú Nha. Bánh bông lan trứng muối thì Phú có là bánh bông lan trứng muối, sốt dầu trứng với lại sốt kem phô mai nha mọi người. Đây là hai cái bịch sốt của nó nè. Ở bánh mì chà bông thì Phú cũng có là nhân nhân bơ trứng với lại nhân kem phô mai luôn. Thôi còn nói nhiều nữa, Phú mời mọi người cùng ăn và cùng trò chuyện với Phú Nha. Nước hôm nay Phú uống là trà sữa nha mọi người. Này là sốt dầu trứng nè mọi người. Ăn cái bánh bông lan sốt kem phô mai trước nha mọi người. Lâu dữ lắm rồi Phú mới comeback lại với lại bánh bông lan mọi người. Hôm nay ăn đúng là nó ngon quá trời ngon luôn, chịu không nổi luôn ấy. Giờ Phú sẽ ăn qua tới cái bánh sốt dầu trứng nha. Cái phải nói là cái bánh bông lan trứng muối chà bông sốt nhờ sốt bơ trứng này làm nó làm mưa làm gió trong cái kênh YouTube của Phú cũng như là cái kênh TikTok luôn mọi người, cũng chính vì cái bánh này mà làm nên thương hiệu của Phú luôn á. Có một sự trùng hợp nhẹ là kênh YouTube á, nó được nó cái video mà Phú ăn cái bánh này nè mọi người, nó cũng được đề xuất viral trên YouTube và mọi người xem rất rất là nhiều. Và video hiện tại vẫn còn đang là giữ là video mà có số lượt xem cao nhất trong cái kênh YouTube của Phú luôn đó mọi người. Là cái video mà Phú ăn cái bánh này nè. Và cả trên TikTok cũng vậy luôn á mọi người. Phú sẽ ăn qua tới bánh mì.
Thật ra không chỉ có cái video phụ ăn bánh này được nhiều người xem đâu, mà cả video phụ ăn cái bánh bên đây và hai cái bánh mì bên đây á cũng được rất là nhiều người mọi người xem đi xem lại nhiều lần, cho nên hôm nay Phú đã tập hợp bốn cái bánh mà mọi người xem nhiều nhất trong một video ngày hôm nay đây mọi người. Cái phần sốt kem á mọi người, cái phần sốt kem phô mai nó rất là béo, nhưng mà cái độ béo của nó là dạng vừa phải thôi mọi người, chứ không phải là quá béo mọi người, nên những bạn nào không biết ăn phô mai vẫn có thể ăn được. Đây là một trong những cái tiệm bánh mà Phú khá là ưng ý ở dưới dòng quê của Phú luôn mọi người. Có thấy là cái cốt bánh á nó mềm tơi xốp và rất là thơm luôn. Cái chà bông á thì cô thấy nó rất là chất lượng mọi người, thơm thơm và mặn mặn. Ăn chung cái phần trứng muối nó ra trên đây á thì nó bùi bùi béo béo. Và đặc biệt là cái sốt bơ trứng như là cái sốt phô mai ở đây á, ăn kết hợp với lại bánh mì với bông lan á rất là ngon mọi người. Một trong những cái tiệm mà Phú khá là thích, cho nên là Phú cũng sẽ để lên Facebook cho những bạn nào muốn mua ăn những cái bánh này giống Phú hôm nay nha. Những cái sốt đầu dầu trứng nó mà lem ghê cho mọi người, ra xịt vô hết luôn. Quên nói giá tiền đó, hôm nay thì Phú mua những cái bánh này thì nó đồng giá là 50.000 hết nha mọi người. Bốn cái bánh là 200.000 cho cái mâm ăn bánh bông lan trứng muối và bánh mì chà bông hôm nay của Phú nha. Rồi Phú xịt hết mấy cái sốt và Phú sẽ dẹp luôn.
sau bao nhiêu tháng trời Vũ cũng đã không bắt lại với món bánh bông lan trứng muối đây. Nói chung Phú thấy Phú cũng có duyên với bánh bông lan trứng muối và là bánh mì chà bông đó mọi người. Và cũng có duyên với là cái tiệm bán này luôn á. Kiểu ăn cái bánh nào thì clip nào nó cũng viral hết mọi người, cho nên cũng rất là vui. Ở trên TikTok á, cái video mà Phú được nhiều tim với lại nhiều nhiều bình luận, nhiều lượt xem nhất cũng là cái video Phú ăn bánh nằm bánh bông lan trứng muối này mọi người. Nhưng mà thật sự cũng không có chơi TikTok nha mọi người, cho nên là những bạn nào mà có follow TikTok của Phú á mà có comment mà Phú không trả lời thì đừng có buồn nha. Bởi Phú không có on bên TikTok mọi người. Phú chỉ là buổi tối thì lên vô chẩm thì đăng video xong rồi cái là đi ra đó mọi người. Chủ yếu là mình quảng bá cái kênh YouTube của Phú thôi. Cho nên là bạn nào mà biết Phú qua TikTok thì qua bên YouTube chơi với Phú nè. Bây giờ Phú không có nhiều thời gian mọi người, mà mọi người comment rất là nhiều ở trên kênh TikTok nữa, nên Phú không có thời gian trả lời kịp. Phú chỉ có thời gian trả lời bên kênh YouTube này thôi. Phần chà bông á mọi người, người ta cho rất là nhiều mà ăn nó cũng rất là chất lượng luôn, thơm thơm mặn mặn dai dai, chà bông heo á. Cái bánh này người ta bỏ trong cái hộp á mọi người, mà Phú cắt ra chưa lại đúng có cái đế không. Cái trà sữa ô long này mọi người, Phú pha cho một cái gói nó màu đỏ mọi người, mua trong siêu thị. Uống nó vừa thơm cái mùi ô long mà giải ngáy cho cái bữa ăn hôm nay nữa mọi người. Tới tận bây giờ Phú đã ngán rồi đó, nhưng mà Phú sẽ cố gắng ăn hết cái này luôn. Mỗi bữa Phú chỉ order khoảng 3 cái thôi mọi người. Hôm nay Phú bò bơ tới 4 loại 4 cái luôn.
Rồi mọi người cùng ăn miếng cuối cùng của Phú luôn nha. Đã ăn xong rồi, cảm ơn mọi người đã xem video đến đây nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo. Bye bye.